Ngoại trừ vị anh hùng này ra, còn vị nào không phục nữa? Có vị nào nếu không phục? Bổn tọa chấp nhận khiêu chiến. Không kính đại sư. Nếu đã như vậy rồi, sẽ theo thỏa thuận trước khi anh hùng đại hội diễn ra. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn sẽ giao phái Nga Mì quyết định. Đây là công quyết của quần hùng, ai cũng đều không được dị nghị. Vậy xin Thiếu Lâm Tự hãy đem Tạ Tốn giao cho bổn tọa. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn bị Thiếu Lâm giam ở ngọn núi nhỏ phía sau. Hôm nay trời cũng đã tối, xin hãy dùng cơm trước. Ngày mai Lão Tăng sẽ dẫn đường Chu trưởng môn đến để mở cửa nhà lao.